Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể earn hiệu quả ở trong cái phiên bản Open Beta Test đến từ dự án Ark Rival để các bạn có cơ hội nhận được những cái phần thưởng hấp dẫn đến từ dự án này trong cái phiên bản Testnet. Ok, thì cách đây khoảng vài hôm thì mình có share cho anh em một cái video hướng dẫn cho các bạn tham gia cái event nhận box NFT đến từ dự án, cũng như là đăng ký cái phiên bản trải nghiệm Open Beta Test. Đấy, thì hiện tại những cái bạn mà chúng ta hôm trước bạn đăng ký cái phiên bản Open Beta Test thì chúng ta sẽ được gửi một cái mail về như thế này. Ở trong cái mail này thì nó sẽ cho các bạn những cái đường link để chúng ta có thể download game. Các bạn có thể chơi game ở trên hai nền tảng đó là Android và iOS. Chúng ta có thể vào đây để các bạn tải game. Rồi còn nó cũng sẽ cho các bạn một cái đường link để hướng dẫn chơi game. Ở đây thì mình thấy là đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ download game về cái thiết bị di động của chúng ta. Bước thứ hai là các bạn sẽ thêm cái mạng Cardia trên Testnet vào ví MetaMask của các bạn. Thì cách thêm mạng thì ở đây nó đã để lại những cái thông số các bạn chỉ cần add vào. Rồi bước thứ ba đó là các bạn sẽ kết nối cái ví Kai của các bạn ở cái mạng Kai Wallet với cái trang delcardiachain.io/forecast để chúng ta claim cái đồng Kai Testnet các bạn về làm cái phí giao dịch. Đấy, và bước thứ tư đó là chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản ở trên cái Ark Rival Testnet để các bạn có thể tiến hành chơi game. Sau khi chúng ta đăng ký tài khoản xong thì các bạn sẽ tiến hành kết nối cái tài khoản chúng ta đăng ký ở trên website với cái tài khoản mà chúng ta đăng ký ở trên app để các bạn liên kết với nhau để tiến hành chơi game. Đó, thì đây nó đã có rất là chi tiết để hướng dẫn cho các bạn từng cái bước để chúng ta tham gia ở đây. Thì mình sẽ để cái đường link hướng dẫn này dưới phần mô tả của video. Còn nếu anh em mà có những cái thắc mắc gì thì các bạn có thể join vào cái nhóm chat của dự án để chúng ta hỏi. Đó, thì sẽ có những cái support trả lời cho anh em. Ở đây thì thấy hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Và đặc biệt là khi mà anh em đăng ký, hôm trước mà anh em đăng ký cái phiên bản Open Beta ấy, thì các bạn sẽ được tặng là những cái box để chúng ta có thể tham gia testnet. Box này thì chúng ta có thể sử dụng ở trong cái phiên bản testnet thôi. Còn hôm sau nếu mà ở ra cái phiên bản chính thức thì nó sẽ reset lại ở cái phần này. Thì khi mà các bạn tham gia cái phiên bản Open Beta của cái dự án Ark Rival thì chúng ta sẽ có thêm 3 cái sự kiện để các bạn có thể nhận được những cái phần thưởng là những cái box NFT hay là những cái con tàu NFT khi mà cái tựa game chính thức ra mắt. Đấy, thì với top 1 thì chúng ta nhận được là một ship NFT 5 sao và một Legend Box. Đấy, tương tự như vậy đến top 20 thì sẽ nhận được 3 box Airline. Đó, ngoài ra thì sẽ còn có những cái top Highlight, một cái sự kiện thứ hai là top Highlight. Đấy, thì top highlight thì sẽ dành cho top 10 và cũng sẽ nhận được những cái box đến từ dự án. Ngoài ra thì còn có sự kiện thứ ba là sự kiện bug bounty đến từ phát hiện, khi mà các bạn phát hiện được những cái lỗi trong quá trình mà chúng ta chơi game thì các bạn có thể báo lên đây để các bạn có thể nhận được những cái phần thưởng. Thì các cái lỗi ở đây, ví dụ như những cái lỗi mà nặng thì chúng ta sẽ nhận được là 50 USDT trên một cái lần báo lỗi như vậy. Đấy, lỗi nhẹ thì chúng ta nhận được ít hơn. Đấy, tương tự như vậy, những cái lỗi mà lỗi cơ bản thì chúng ta sẽ nhận được 5 đô trên một cái lần mà các bạn báo lỗi. Đó, thì đây là ba cái sự kiện khi mà chúng ta tham gia ở trong cái phiên bản Open Beta này mà các bạn có thể chú ý đến. Đấy, thì đây mình sẽ show cho anh em qua cái trang website ở trên cái phần mà chúng ta sẽ tiến hành đăng ký tài khoản, cũng như là hôm sau khi mà nó ra cái phiên bản chính thức ấy thì anh em sẽ tiến hành là claim token, những cái đồng token ARKN mà chúng ta kiếm được ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành claim về. Đấy, thì ở trong cái phiên bản test beta thử nghiệm này thì những anh em nào mà hôm trước anh em đăng ký thì chúng ta sẽ được tặng 3 cái box của miner NFT và 800 cái đồng token ARKN để tham gia chơi game. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần inventory, mình sẽ show cho anh em một số các cái NFT ở trong cái tựa game này. Thì đầu tiên là chúng ta có những cái box NFT. Box NFT này là những cái miner. Miner này là những cái máy đào cho phép các bạn đào được những cái đồng ARKN, là cái đồng mà token mà các bạn sẽ có thể earn được trong quá trình chúng ta chơi game. Thì ở trong game chúng ta sẽ có hai cách earn chính, đó là các bạn sẽ sử dụng những cái máy đào đấy để chúng ta có thể earn được cái đồng token. Cách thứ hai là các bạn có thể tham gia battle, chúng ta có những cái giải đấu để các bạn có thể kiếm tiền. Tuy nhiên là ở trong cái phiên bản Open Beta này thì chỉ có mới ra mắt cái phiên bản earn bằng cách là các bạn xây dựng những cái nhà máy để đào thôi. Ok. Rồi, ngoài những cái box miner ra thì chúng ta có, khi mà các bạn mở những cái box miner thì chúng ta sẽ mở được ra những cái Arcana miner. Đấy, đây chính là những cái cỗ máy để chúng ta có thể đào.
Rồi tiếp theo những cái NFT có ship, tức là những cái con tàu của chúng ta. Tuy nhiên là hiện tại ở trên cái phiên bản beta test này thì mình cũng chưa thấy có cái phần tàu. Rồi tiếp theo là Arcadium, rồi là Polyot Land sẽ có những cái mảnh đất, nhưng mà hiện tại những cái phần này thì mình chưa thấy ở trong cái phiên bản beta. Ok. Rồi thì tiếp theo là cái phần NFT sale, thì cái phần này thì sẽ là một cái phần mà hôm sau nó sẽ mở bán cái box NFT. Hiện tại đây thì nó đang mở cái miner box NFT dạng loại epic và legendary. Đấy, tiếp theo là box, tiếp theo là NFT ship, tức là những cái con tàu để các bạn có thể tham gia. Đấy, thì hiện tại ở trong cái phiên bản beta thì các bạn thấy là nó cũng đang giới hạn một số cái tính năng, chưa có quá nhiều tính năng. Ok, thì bây giờ mình sẽ, khi mà mình các bạn mở ra box rồi ấy, thì ở đây box sẽ có, box miner thì nó sẽ có 4 loại. 4 loại này có bao gồm loại Rare, Allies, Epic và Legendary. Thì những cái box này các bạn sẽ mở ra được, ví dụ như với cái box Rare box thì các bạn sẽ mở ra được những cái miner NFT khác nhau. Đấy, miner NFT này là nó sẽ chia ra làm 5 loại. Từ những cái box này thì các bạn sẽ mở ra được một trong năm loại. Ví dụ như Rare box thì các bạn tỷ lệ để các bạn mở được NFT miner 1 sao là 84,47%. Còn mở ra được loại 2 sao là 12%. Tương tự như vậy thì với box legendary thì cái tỷ lệ mà các bạn mở ra được box 3 sao là 20%, 4 sao là 75% và 5 sao là 5%. Đấy, thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ lên khi mà cái box của các bạn nó xịn và hiếm hơn. Đấy, và từ những cái NFT một từ những cái NFT này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái NFT để các bạn có thể là đào được token. Và nếu NFT càng nhiều sao thì các bạn sẽ đào được càng nhiều token. Cách để chúng ta có thể xây dựng NFT này, chúng ta có thể sử dụng những cái máy đào này ở trong game. Thì các bạn thấy đây chính là cái giao diện chính của game. Thì đối với những anh em chưa biết thì cái tựa game Ark Rival này, cái lối chơi của nó giống như là một cái phiên bản NFT game của Clash of Clans. Tức là chúng ta sẽ xây dựng một cái quân đội. Còn ở cái game này thì nó chúng ta sẽ xây dựng một cái căn cứ. Đấy, từ những cái căn cứ này thì các bạn sẽ tiến hành sản xuất và kiếm tài nguyên để chúng ta nâng cấp đó những cái cỗ pháo. Và các bạn sẽ sử dụng những cái phi đoàn của chúng ta để tham gia đi chiến đấu kiếm tiền. Hoặc là các bạn có thể tăng gia sản xuất để các bạn có thể là nâng cấp, cũng như là sử dụng những cái máy đào để chúng ta có thể tăng được tài nguyên và chiến đấu với những cái người chơi khác. Thì để các bạn có thể đào, để chúng ta có thể sử dụng được những cái miner. Đấy, những cái miner là những cái NFT này. Các bạn có thể thấy đây chính là những cái miner mà mình đã mở ra. Thì để các bạn có thể sử dụng được những cái miner này thì các bạn sẽ cần phải xây dựng một cái khung trước. Ở đây thì các bạn vào cho mình phần cái búa. Rồi sau đó thì các bạn sẽ thấy ở phần resource ở phía trên, resources, các bạn sẽ thấy có một cái phần là Arcana Miner. Đấy, thì đây chính là cái một cái khung. Thì các bạn sẽ tiến hành phải xây dựng cho mình cái khung này. Thì hiện tại thì mình đã, các bạn thấy là mình đã có xây dựng cái khung này, nhưng mà mình xây ra ở phần ngoài này cơ. Đây, mình xây dựng cái khung này. Thì anh em thấy từ cái khung này ấy, thì chúng ta sẽ có thể đặt được vào những cái cỗ máy để các bạn tiến hành khai thác. Thì cái khung Arcana của chúng ta phải từ level 2 trở lên thì các bạn mới có thể đặt được vào những cái máy, những cái miner NFT. Ở đây các bạn nhấn vào phần Degree. Hiện tại thì mình có 3 cái cỗ máy này, 3 cái miner NFT. Các bạn thấy có Legendary, có Epic 3 sao, có Legendary 4 sao. Đấy, thì ví dụ nha, bây giờ mình không đặt gì. Đây, thì các bạn nó sẽ ra một cái phần như thế này. Còn khi mà mình đặt vào thì mình sẽ nhấn vào phần Degree, nó chỉ có một cái khung này thôi. Và cái khung này thì tất nhiên là chúng ta sẽ chưa có thể khai thác được cái đồng ARKN, mà các bạn sẽ cần phải đặt các cái NFT vào. Mỗi cái khung như thế này thì chúng ta sẽ đặt được là một cái NFT. Ở đây thì mình có 3 cái NFT miner thì mình sẽ chọn cái có cái chỉ số cao nhất, đó là Legendary 4 sao. Thì mình sẽ nhấn vào phần Active. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được một số thông số như là cái sản lượng của nó trên giờ này, rồi là cái kho chứa của nó này, rồi cái máu của cái miner. Ở đây các bạn nhấn phần Active để chúng ta đặt nó vào. Ok, và như vậy là mình đã đặt nó vào thành công. Thì bây giờ các bạn cứ đợi như thế này để nó khai thác, và sau đó các bạn nhấn Collect để chúng ta nhận thôi. Hiện tại thì mình đã chuẩn bị sẵn cho anh em một cái bảng để chúng ta có thể tính được ROI của những cái NFT miner này, để các bạn có thể biết được là nếu chúng ta đầu tư vào những cái miner thì sau khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ hồi vốn. Hiện tại thì bên trong cái phiên bản Open Beta này thì mình thấy là chỉ mới công bố giá của hai loại box, đó là Epic, trị giá mua của nó là 175 token, và với box Legendary là mỗi box giá là 800 cái đồng token ARKN.
thì giá của hiện tại của mỗi cái đồng token AOKN ở trên Pucoin mình check ở đây nó đang có giá là 0.0578 đô. Đấy thì tính ra theo đô thì với Box Legend thì giá hiện tại của nó đang là 45.6 đô và Box Epic thì giá của nó đang là 10 đô. Thì với cái Box Epic với Box Legendary thì chúng ta sẽ có tỷ lệ mở ra được một trong ba loại cái NFT từ 3 sao, 4 sao và 5 sao. Còn với Box Epic thì các bạn sẽ có tỷ lệ mở được một trong bốn loại NFT từ 2 sao cho tới 5 sao. Thì với loại NFT 5 sao thì mỗi giờ sẽ khai thác được là 4.16 cái đồng token AOKN. Thì suy ra là một ngày các bạn lấy 4.16 chúng ta nhân với 24 thì các bạn sẽ ra được con số mỗi ngày chúng ta sẽ khai thác được là 99.84 token. Thì bây giờ chúng ta để tính ROI thì các bạn sẽ lấy cái giá vốn chúng ta bỏ ra là 800, chúng ta chia cho cái lượng token mà các bạn kiếm được mỗi ngày là 99.84 thì các bạn sẽ ra được cái số ngày mà chúng ta hoàn vốn là 8 ngày. Thì đối với cái Box Legendary, nếu mà các bạn sở hữu mua một cái Box Legendary và các bạn mở ra được một cái NFT 5 sao thì sau khoảng 8 ngày thì chúng ta sẽ hoàn vốn. Tương tự như vậy, nếu các bạn mua Box Legend mà chúng ta mở ra được NFT 4 sao thì sau 40 ngày các bạn hoàn vốn. Còn nếu các bạn mở ra được loại 3 sao thì sau 115 ngày các bạn sẽ hoàn vốn. Thì đây là về cái Box Legendary. Tiếp theo là về Box Epic. Thì Box Epic này thì nếu mà anh em mở ra thì chúng ta sẽ mở được ra một trong bốn loại đây. Nếu các bạn mở ra được loại 5 sao thì chỉ sau 2 ngày là các bạn sẽ hoàn vốn. Còn nếu sau các bạn mở được Box, các bạn mở được NFT loại 4 sao thì sau 9 ngày các bạn hoàn vốn. Mở được loại 3 sao thì sau 25 ngày hoàn vốn và mở được loại 2 sao thì sau 88 ngày sẽ hoàn vốn. Đấy, tuy nhiên là với Box Epic thì để cái tỷ lệ để các bạn mở ra được cái Box 5 sao nó rất là thấp, chỉ có khoảng 1% thôi. Đấy, chỉ có 1%. Nếu mà các bạn mở ra được cái Box, cái NFT loại 5 sao thì chỉ sau 2 ngày là chúng ta hoàn vốn. Và từ cái bảng tính ROI này của mình thì các bạn có thể thấy nếu mà các bạn mua Box Epic thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn nhiều so với chúng ta mua Box Legend. Đấy, ví dụ như chúng ta mua một cái Box Legend mà các bạn mở trúng cái NFT loại 3 sao chẳng hạn thì phải sau 115 ngày chúng ta mới hoàn vốn, các bạn thấy cái ROI nó rất là lâu. Còn nếu các bạn mua Box Epic mà ví dụ như các bạn trúng cái con 5 sao chẳng hạn, đấy thì chúng ta sẽ có cái cơ hội hoàn vốn rất là nhanh, chỉ trong vòng 2 ngày. Và những cái mà mình tính ở đây thì mình đang giả định là cái giá của cái đồng token nó ổn định, nó không dao động. Còn trong thực tế thì cái đồng token AOKN nó có thể tăng hoặc là giảm và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của chúng ta, đến cái ROI của chúng ta. Ok, thì từ những cái mà mình đã tính cho các bạn ở đây thì hôm sau khi mà ra cái phiên bản chính thức thì các bạn cũng có thể lập một cái bảng tương tự như mình để các bạn có thể tính được và các bạn sẽ biết được là sau khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ có thể hoàn được vốn khi mà các bạn đầu tư vào cái Box NFT. Đấy, thì ở đây thì nó có tới 4 loại Box cơ. Tuy nhiên là những cái Box loại Rare và loại Elite thì hiện tại chưa công bố nên là mình không đưa vào ở đây. Rồi, và video hướng dẫn của mình thì tới đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.